Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều vụ đuối nước ở trẻ em liên tục xảy ra tại các địa phương trên cả nước với con số đáng báo động. Hiện đã bước vào giai đoạn đầu mùa nắng nóng, đây là lúc trẻ em thường tìm đến các ao hồ, sông suối để tắm. Điều này đặt ra không ít khó khăn cho các cấp, các ngành địa phương cũng như gia đình trong việc quản lý, giáo dục trẻ để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Và đây cũng là nội dung cảnh báo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong tiểu mục vấn đề hôm nay ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là khu vực ao tưới cà phê của người dân ở thôn Nhân Tân, xã Đắc Ta Lây, huyện Mang Giang, nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai em nhỏ trên địa bàn tử vong vào chiều ngày 25 tháng 3 vừa qua. Mặc dù độ sâu của hồ tới 3 mét, thế nhưng xung quanh lại không hề có dụng cụ che chắn cũng như biển cảnh báo. Ở cái khu vực này thì đa số thì dân là người ta làm nông nhiều, thì cái khu vực gần cứ chạy theo ruộng đây là rất là nhiều hồ. Đó. Thì thường trưa nắng mùa hè thì các cháu hay xuống những cái hồ ấy tắm. Bà con thì người ta khi mà thấy thì nhắc nhở và bảo các cháu về. Nhưng bởi vì là cái khu vực nước là nó rất là sâu và nguy hiểm. Nhưng mà có nhắc rồi thì các cháu vẫn lén lút đi. Phụ huynh ở đây thì chủ yếu là nông, nên là bố mẹ phụ huynh thì đi làm nhiều. Nên là cái việc mà cai quản các em ở nhà thì rất là khó. Trước đó, vào các ngày 6 và 11 tháng 3 năm 2019, tại xã An Bá và xã Dun, huyện Chư Sê, cũng đã xảy ra hai vụ đuối nước tại một ao chứa nước trong làng và một hồ nước của làng, làm bốn em nhỏ đang trong độ tuổi mầm non và tiểu học tử vong. Thực tế cho thấy, trẻ em bị đuối nước hiện nay chủ yếu tại các ao hồ, hố đào chứa nước của người dân để phục vụ tưới tiêu và tại các sông suối. Thế nhưng một điều đáng nói là tại hầu hết các điểm trẻ em bị đuối nước đều không có biển cảnh báo, cũng như rào chắn ở khu vực nước sâu, nguy hiểm. Trong khi sự kiểm tra giám sát và quản lý con trẻ của các bậc phụ huynh vẫn chưa thực sự chặt chẽ. Thì tôi cũng mong các gia đình là nên khuyên bảo con em, quản lý con em cho chặt chẽ để được không cho các cháu, các em đi tắm sông, tắm suối. Và các gia đình có đào ao hồ mà tưới ra cà phê và ao hồ thì cũng rào chắn và căng biển báo để cho các em tránh chỗ nguy hiểm. Thời gian tới sẽ phối hợp, chúng tôi cũng phải phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo như với Đoàn Thanh niên, đó là đối với tỉnh đoàn, sẽ có những cái cuộc chúng ta sẽ phải lấy cái tổ chức cho các cháu có những cái sân chơi trong cái hoạt động cái mùa hè tới đây. Việc cả hướng với mùa nắng nóng thì cũng đã phối hợp để triển khai chặt chẽ hơn với các trường, như là về các cái hoạt động trong công tác với cái kỹ năng ứng phó cho các cháu trong những cái tình huống có nguy cơ xảy ra đuối nước. Tai nạn thương tích ở trẻ em nói chung và tử vong do đuối nước nói riêng đang là vấn đề đáng báo động hiện nay, khi số trường hợp trẻ tử vong do đuối nước năm sau tăng cao hơn năm trước. Theo báo cáo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Gia Lai, năm 2017, số trẻ tử vong do đuối nước trên địa bàn tỉnh là 66 trường hợp, và năm 2018, con số này là 79 trẻ. Đáng nói, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019 này, tính tới ngày 29 tháng 3, toàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ đuối nước làm 15 trẻ tử vong. Mặc dù chỉ mới bước vào giai đoạn đầu mùa nắng nóng, nhưng các ao hồ, sông suối là địa điểm trẻ thường chơi đùa sau giờ học cũng như ngày nghỉ. Vì vậy, việc tăng cường tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích và cả đuối nước cho học sinh, trẻ em là rất cần thiết. Và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Chương trình Tiêu điểm 24 giờ được phát sóng vào lúc 18 giờ hàng ngày trên Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Còn bây giờ, Chí Viễn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.